ơi. Ý da. Giờ trừ hả đi dọn lục rồi em đi xem lấy chi mà không? Mày. Rồi đến cậu chạy tới giờ nó mới sao? Đúng rồi. Mẹ luôn. Thấy chết máy hơi nhiều luôn á. Con có chết máy không? Không đỏ trơn chị dọn ngay. Rồi đã ngập. Tết lúc rồi. Tết lên quần luôn rồi. Rồi cứ ấy là gặp thấy rồi. Qua bên đây này. Đúng rồi. Thấy rồi mưa. Lần đầu tiên mà ở Khánh mà đi xoa, đi bộ xoa cho đây. Lần đầu tiên thấy được trời mưa luôn á. Cầm cái bô bọn. Cầm bô bô bô. Là cái tao. Bô 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 bô. Rồi, ô, rồi. Cái tẻ chết má luôn. Tẻ chết má luôn. Tẻ con luôn. Tẻ chết má luôn kìa. Ông còn là chê chứ. Ôi, tẻ chết má xe này. Tẻ chết má này. Không thấy đâu. Liệt chưa chứ. Xe đi tới sau quá qua lẹ này. Xe dân mát gì đâu rồi. Có gì không? Lỗi gì đó. Lôi xe ô tô à? À lôi xe ô tô. Để giúp tay bỏ. Ô trời trời, xe ô tô luôn nè. Nó đường trời. Xe ô tô cũng trôi luôn đó. Ô tô cũng trôi luôn rồi đó rồi ta. Nước rồi. Vô tay không? Vô tay không? Đây dưới hầm. Đây. Đây dưới hầm mình đâu. Ê, anh coi này. Coi này. Ừ. Đi mau đây. Đi đắng bò tao. Bò tao à? Đắng rồi đây. À, anh heo chắc thấy anh. Anh heo chắc thấy anh. Anh đi xuống tàu ở dưới. Em coi. Em coi tàu có ngập không? Không thấy này. Thấy là cái tàu ở dưới này nè, em coi có ngập không á? Ngập trên em ngập chiếc lúc cái ngập đấy. Cả đóng bờ nó bờ trên đấy. Đây nước yếu này. Ồ bên kia nước mặn lắm. Cái đường lật là quân á. Đúng rồi. Anh em nãy đi xe rồi chết má luôn. Vâng. Mà đấy. Tí kia đi đâu rồi?
bé luôn tơ sai luôn. Cái bọn này rồi. Đây. Tơ sai luôn. Thôi đi. Đi về vàng chặn nước nè. Tiếp tục bọn ơi. Đâu, ta vô hết nhà rồi. Ơi quá. Có đang trong video đó, con lâu nó cầm bu màu nha. Hey. Cầm cái bu màu chạy rồi. Con này tăng nhanh về tăng mình nhập luôn rồi. Rồi đi đỡ đi, không ngồi kia gặp tên địch. Rồi đi cô nè. Mà đấy đừng ngập kia đỡ hơn nữa bọn em. Đừng mình nên tôi đói nhiều lắm đó. Đi nhanh về núi sọc lỡ chứ thôi rồi luôn á. Đi đi đừng đây. Đi đừng này cho đâm cho vui chứ. Đây này cho đông cho vui chứ. Đừng ngoa bác đấy. Mà giờ nó mà. Mẹ luôn hả ơi. Sao cho toàn dắt xe. Không đỡ tên, không đỡ tên. Đi bộ mày chết mẹ luôn. Nhưng mà để cái ngắm ghé tụi hẹ nghe. Úi giời. Ê vô đi đứng về chỗ rồi mày. Ừ đi đứng về chỗ. Nhanh về nhỏ ngập có bọn nghe. Nó không ngập giờ ngập luôn á. Úi giời. Lên đây đi ngập với kênh này. Nó đi chỗ thiệt luôn quá. Lấy hoa cảnh nhào hả ơi. Lấy hoa cảnh uống nước lục. Uống nước mưa. Này nước núi, mưa đâu. Nghe nước trời trời, nghe trời núi trời xuống mà. Rửa em cái nhà. Hôm bữa vô kìa. Cao rứa mà nó cũng ngập luôn. Đi đất núi mà đi không đảo được. Chút cái đường ngập là thôi rồi luôn hả? Rồi tạm bữa rồi. Đố bọn đây hồi nãy cái xe con nó lâu miết trong lành. Không còn bánh xe mà. Đấy. Còn bánh xe. Còn bánh xe đây. Không còn bánh xe ăn kéo mà. Đấy. Không còn bánh xe ăn kéo. Bố. Đấy. Tôi thấy còn bánh xe. Đi cũng bỏ. Còn có tài. Đấy. Còn cái có tài. Không bánh kéo lại mà. Không để còn tôi á. Đấy. Còn tôi á. Ủa trâu chỉ không kéo có tay lại kéo không lại mà. Thì không có chìa khóa thì phải kéo tay thôi chứ. Trời nó đông vui kìa. Ừ mà. Mấy luôn. Thì lâu không có thúc bảo. Thôi kệ nó đang hút thúc kệ. Không biết liên quan. Sao còn mưa nữa kìa. Giờ bắt đầu đến đoạn sâu rồi đây. Đi đường này hả bọn? Không đi thẳng luôn đường đã. Đường tổ quá ha. Ừ. Vừa thắng đường tổ quá dễ đi. Có chuyện nào lên gọi. Ok hả? Mà ông trâu hồn tạo dưới gì vậy? Úi trời. Này nước người ta lồng vòn hả nè. Lại xe chết má. À thôi, nghe quá.
đó cái đường Đồng Kè với lại cái đường Âu Cơ cũng lục kinh này, Âu Cơ đội trưởng lục kinh đầu luôn, vui lắm ta nè. Tí nữa đến cái đoạn sau nhìn vui lắm, khu nghiệp đi ra ngập thôi rồi luôn. Cho cái đoạn nào khu nghiệp đi ra dễ ngập ở trên kìa, khu nghiệp nắp kìa, ngập rồi đó. Trời thấy đứa công nhân mà tí nữa đi ra mấy còn tí đồng hồ đi ra đi về chứ được. Cái có hố này khu nghiệp nãy vậy nữa. Mà tay nó ngập rồi, có hố công nghiệp nó ngập rồi một, và nếu có người. Cái đường công nghiệp thấp kìa, nó xuôi xuống vậy, chạy hết xuống đấy chứ đâu. Ủa mà đây nó chạy xuống đó nó đầy, chắc nó đầy rồi, nó mới chạy xuống đây chứ. Đây. Nó chạy rõ. Anh đang chạy nó tầm bớ luôn mà. Không để ý. Cái bọt. Tôi nhớ là nước con xô còn dùng hết chưa? Nước con xô không? Con xô trong 18 đó. Chưa rồi. Chưa họ chưa rồi thấy thấy nước rồi. Thấy nước rồi. Thấy nước là bốc. Nhỏ trong veo luôn. Nó xí mè luôn. Đó. Đi đi anh, đi anh. Chuẩn bị giác nè. À, nước con xô 8 hả? Ừ. Còn có chi chi. Ui. Có cái giả tạo luôn. Chạy chạy lại ô hô chụp góc thì thấy đi chạy rồi. Thêm cái xe này không đến má, đến má sớm á. Không đến mụn rồi này chắc bỏ xe quá. Đường nó đông kìa. Người ta thấy u có đường vuông kìa. Cái lỗ luôn kìa. Đường kìa kìa u rồi nó chả xiết đúng không. U có xe em chết kìa. U chú chú. Ô chú chó chết lẹ lõ. Xe chết u chú có đường vuông kìa. Có đường vuông kìa bác chưa. Vừa cái đường không kịp bằng kia. Ui trời. Rồi 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 rồi. Mấy anh chị em công nhân đi ra là thôi rồi. Mấy anh chị em công nhân đi ra là thôi rồi luôn á. Mộ đang cho được rõ không rõ. Đó là đi về kìa. Tây không cho rõ liền. Ui nó tự ngập. Ui chú. Ui trời ơi cái đường không này chạy. Đây tôi bỏ xuống ở đường công nghiệp. Đi bỏ hoa. Đi đi rồi đây đây. Ô điên á, chú tôi không ai biết luôn. Tôi không ai giết luôn. Quê nước mạnh cho đây. Quê. Thôi đi vô đi nè. Ừ, tôi kìa. Ui, rồi nước mạnh kìa. Ui, rồi, nước rồi nè. Mà biết ra giờ này không có nước đâu, nước chả mặn của chảy bên kia rồi. Đi xót qua lề cho nè. Uầy. U mày ơi, ông trời. Ê. Ừ, buồn không? Lại đây này. Biết rồi. Đó, đập cục quá. Đi đất lên vòn á. Đi chứ, con thấy cái này. Thôi. Để đây. Thôi, tên đi cái chung chứ, tại này nguyên lết nè. Ừ, không hả? Không, không. Ừ, mấy chiếc xe cho tôi tự. Mày anh ngồi như cái đường công nghiệp dưới chứ. Hết. Đường công nghiệp cũng ngập chứ. Gần thế à, thế tên 45 ô cơ. Con bạn sầu. Ui nước trời. Thôi tới đi.